cậu ở đây trông giúp tôi. Tôi ra ngoài cổng kiểm tra. Đi từ từ thôi, kẻo đứt mạch máu não là teo đấy. Chờ anh tí nhá. Ai đây? Ai đây? Em ship đồ ạ. Có ai lạ? Ship gì muộn đấy nhỉ? Em ship hàng anh ơi. Anh ạ. Gì đấy? Em ship đồ. Ship cho ai? Chị Nguyệt phòng dự án. Đồ gì đấy? Em không rõ lắm. Anh ký nhận giúp em rồi. Rườm rà thế. Cam đấy. Xử lý rồi. Mất mẹ rồi. Anh không thấy chiếc đồng hồ đâu cả. Không tìm thấy nó ạ. Trước lúc ông Khánh mất, em chắc chắn nó còn nằm ở trên bàn mà. Bọn thằng Huy nổ đã để ý rồi. Nhưng nếu đã nằm ở trong tay chúng thì Tuấn Mở đã đem quân để đánh Úc bên này. Vì hắn biết hai mảnh còn lại nằm ở trong tay em và ông Trung. Nhưng nếu không có ở đây thì ở đâu nhỉ? À này, trước khi Khánh Ma bị hại, em có nhớ là căn phòng này có thay đổi gì không? Em và phòng sếp lúc nào cũng nói chuyện công việc, không mấy khi có thời gian để nhìn ngó lung tung. À, đúng rồi, sếp có được tặng một cái đồng hồ treo tường. Vì thích quá nên sếp nói chị Lan gọi thợ treo lên tường luôn. Người. Lục lại. Cái thẻ nhớ rất nhỏ. Lục soát kỹ vào. Kiểm tra cái điện thoại của chúng nó. Có nhỉ.
mất thời gian. Chúng mày vào đây làm gì hả? Chào anh Tuấn, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Dạ, chào các anh ạ. Báo cáo với các anh, chúng tôi vô tình bắt được hai thằng này. Bọn chúng đánh trói hai bảo vệ rồi đột nhập vào bên trong với ý đồ xấu. Chúng tôi nghi ngờ chúng có liên quan đến cái chết của giám đốc Đỗ Duy Khánh. Mày sẽ ở trong kho đếm răm bảy cuốn lịch mà mọi rủi ro bất chắc đều có cả. Con vợ và đứa con gái bé bỏng yêu quý của mày có khi phải để bọn tao chăm sóc.